má không xài tôm khô hả? Có này nè. À vậy là, vậy là bún riêu nấu phải có tôm khô với lại tôm tươi hả? Tôm tươi. À, tôm khô là homemade luôn, là nhà làm. Hôm nay mẹ tôi ở Mỹ 88 tuổi rồi, nấu một món bún riêu cua. Thì bây giờ xay tôm tươi và tôm khô cho nhuyễn ra. Bỏ tôm này phải ngâm rửa trước hả má? Ngâm trước chứ. À, ngâm quá. Ngâm chứ. Sấy ấy quá. À, ngâm cho nó mềm chứ gì? Ừ. Để mình má dùng cái nút nào nó cũng được hết. Nó nhuyễn chưa? Món bún riêu này là má tôi sẽ nấu bằng bất kỳ cua nè. Cua thì sẽ xay ra, lát nữa sẽ đến phần cua, còn bây giờ là xay tôm tươi và tôm khô trước. À, bây giờ mới làm đến cua. Giờ mới cua xanh đem xay nhuyễn ra. Giờ là trên cái son này bỏ bún vô để nấu cho nó là bún tươi. Bên này thì xài bún khô này nè, bên Mỹ bún khô này mình nấu lên rồi bắt đầu khi mà nó sôi khoảng 5-10 phút đó, tùy theo cái hãng bún, mình coi cái cọng bún mà nó lấy tay mình ngắt đó, cọng bún mà nó mềm đó, là ăn được. Cái xeo cái đũa lên nó mềm thì được rồi. Bây giờ nước luộc bún nó sôi rồi, bún nó sôi rồi thì mình sẽ đảo nó lên. Phải đảo chứ không nó không bao mà. Xả qua nước lạnh xong mình để lên một cái rổ á. Để cho nó ráo nước, nó thoáng. Có cái lon gia vị bún riêu chưa má? Có, ở đâu đó để tìm. Bữa con có mua cho má mấy hộp mà. À, má đập trứng này vô đây, má để làm gì vậy má? Để cho nó ấy mà chiên. Cái trứng này mình đập trộn vô cái tôm khô với lại tôm tươi cho đều lên, rồi bắt lát nữa mình sẽ chiên thành miếng làm chiên thành miếng cho nó đã cứng lại, để mình lát nữa mình bỏ lên bún riêu là làm thành cái gạch, gọi là giống như gạch cua vậy đó. Mỗi một tô một miếng. Mình có cho thêm là có cho nước mắm không má? Nêm nước mắm không? Nêm muối nè. Đó là cái đó bột ngọt á. Muối. Muối rồi sao muối để hũ nhỏ xíu rồi. Muối để thêm đem lên bàn ăn mà. Ngọt đây. Đường đây. Cho tí đường nữa. Tốn công lao lắm, ăn là mất công tốn lắm. Vậy là không có đem nước mắm hả ba? Không. Không đem nước mắm. Tại sao mà không nêm nước mắm? Nêm thì nêm. Hay là nêm nước mắm vô nó sẽ tanh? Tại nó là cá.
tanh, có nước mắm thì nó mới ngon. Ừ. Thêm mà tí nước mắm thôi. Nước mắm thì nó mới ngon, đây nước mắm đây. Cho nước mắm nấu ăn này chứ không có cho nước mắm. Không có cho nước mắm kia. Thí dụ không có nước mắm mình nêm cái muối. Muối. Lát nữa thì mình sẽ bỏ cái gia vị cua nấu bún riêu vào trong cái gạch cua đó. Đây này, bỏ nó vào cái tô to này nè. Đây. Cái cua xay, trứng rồi tôm. Tôm tươi, tôm khô nữa. Đủ các thứ đó. Có cua không? Có, gạch cua để chút nữa xé rồi ngoái. Gạch cua cũng bỏ vào đây luôn. Em từ từ thôi. Vừa làm vừa chơi thôi. Đây của nó đây. Ồ, cái gạch, cái gia vị nó màu đẹp lắm. Trộn đều cái hộp mà gia vị cua lúc nãy á, gia vị nấu bún riêu á vào trong cái tô mà cua, gạch cua và tôm khô, tôm tươi xay, trộn đều vô để lát nữa là mình sẽ chiên đó, chiên cho nó cứng lại, chiên nó từng miếng mà nó chiên nó thành ra nhỉ, từng miếng để lát nữa mình sẽ xếp vô trong cái tô bún riêu để ăn á, nhìn nó rất là hấp dẫn. Giờ mình cho mấy cái càng, nó cái càng này nó mới chắc nè. Càng cua hả? Ừ, nó mới chắc. Cái càng với chân hả? Chân nó, cái chân nó, cái chân cua. Lớn nó chưa? Chân lớn này để dành nấu sau. À, cái càng cua thì để lại nấu sau, còn cái này là những cái chân của cua. Cái chân con cua chả bỏ cái gì hết. Chân con cua, mấy con cua để gạch nó nữa. Bỏ tí nước vào cái máy xay. À, mất rồi. Cái bên cặp cây nhịp cho em đó, chưa có kịp xuống rồi chứ. Phải cho nước rồi, phải chọc nó xuống. Xay dần dần cho nó kêu tan ra. Ngày xưa ở dưới quê thì cũng xay con cua đồng ra hả? Dạ, chứ mình mới xay. Nhà quê làm gì có mới xay, có điện đâu xay. À, dạ, bỏ vô cối dạ. Dạ, cối xong rồi bỏ vô lọc. À. Dạ lâu lắm, dạ xong phải tắm lửa chứ không nữa. Thôi. Nó răng vô người á. Khấm. Ý ha, xay một tí cái mình phải lấy cái đũa mình lại đảo cho tí nước vào. Có nước nó khô nó không có chảy. À. Ngày xưa mà ở làng mà nấu món bún riêu này mà giả thì chắc phải giả từ sáng đến chiều mới có ăn hả? Giả lúc chứ bao nhiêu? Sao mà nói lâu? Thì nó gọi là lâu, nhưng mà nó cứ cố đá. Răng này nó bén này, lửa nó đừng có thọt tay đâu. À. Thầm biết rồi, trời xe phải nghỉ tí không nó nóng. À. Không, nó bị cháy hả? Nóng nó cháy.
đây còn cua nó chưa xé nữa, chưa làm nữa. Mình xay đến bao giờ thì mình biết là nó được rồi. Đây này, xem nó nhuyễn chưa đây này này. Sau khi làm sạch gỡ bỏ cái yếm đi đó thì mình sẽ tách mai ra. Cái cua này gặp rất là nhiều màu vàng cam rất là đẹp, thế mà nó đẻ rồi là nó hết gạch nó ốm lắm. Mai cua là mình sẽ lấy cái muỗng mình múc cái gạch, múc để cái gạch nó ra để riêng. Cái gạch này á mình bỏ vô trong này á rồi mình lắng mình chia. Cái mình cua lúc nãy mình bỏ vô đây mình xay tiếp. Không có nữa, bỏ đây để lọc nữa. Chút để lọc. Mà cái này mình xay đó mình bỏ chung với cái bỏ vô lọc luôn. À. Cái mình cua nó mềm hơn cái mấy cái chân ha. Cái chân nó cứng. Cái xay nó lẹ hơn. Cái lẹ hơn này. Chẳng còn cái gì mà tha nữa.
riêng cái nấu chung ở đây tụi nó không có ăn, nấu cái sau khác múc nó ra ăn riêng, để ăn riêng. Nó đặt gạch vậy, gạch nó đặt đây. Nó hơi nhỏ, nếu mà là nấu cái nồi bự hơn là nó vừa. Bỏ này tại mình bỏ đồ cũng nhiều quá như trong này. Có một miếng. Một hộp á hả? Cái hai cái cứ quanh vòng với nhau.
chuối nó mới ngon cả. Bắp chuối. Bắp chuối nó mới ngon cả. Và cái này phải ăn, phải ăn cái mắm tôm chứ. Không có mắm tôm thì nó không có ra cái bún riêu. Giờ cái món bún riêu của mẹ mình làm xong rồi nè, mình ăn thôi. Nó là trông rất hấp dẫn. Giờ nhưng mà mình nếm thử rồi nha, nếm coi cái nước lèo của nó như thế nào nha. Cái nước nó rất là đậm đà, nó đậm đà, nó ngọt mà nó đậm đà lắm. Nó ngọt vừa cua. Nó ngọt là nó ngọt cực cua. Cái cua mà những con cua đó mình xay ra mình lấy cái nước á thì cái thịt cua trong này nè nên nó rất là ngọt. Miền Nam không biết nấu đâu. Bắc thì mới nấu được chứ. Rất là đậm đà, cái nước này chắc ăn phải húp hết luôn. Bây giờ mình ăn cái gạch cua nha. Gạch cua luôn. Cua rất là ngon. Trong này á là nó có cái tôm mà khô, tôm tươi. Rồi cái gạch cua lúc nãy trong cái mai cua mẹ mình bỏ vô đó. Rồi cái trứng nè. Rồi thêm cái hộp gia vị cua trộn vô. Phải có me, cái chua. Thành ra bây giờ cái gạch cua này ăn rất ngon. Cái nước nó mới ngon. Dạ, còn giờ đến phiên cái cà chua nè. Cái cà chua này nó không có bấy ra, nó không có nhũng ra nha. Nó cũng thành một miếng nè. Rồi mình ăn thử coi. Khi làm như quảng cáo để bán á. Cà chua ăn nó có vị chua chua dịu dịu. Cũng không chua lắm. Và cái miếng cà chua nó còn nguyên. Còn cái đậu hũ này là đậu hũ chiên mà lúc nãy mẹ mình đã làm kỹ lắm, mẹ mình phải rửa lại, dắt hết nước rửa lại. Mình giờ mình ăn thử cái miếng đậu hũ này nha. Cái đậu hũ này trên Đà Lạt á, vô cái nhà nó ăn á, cái chú tôi cái chảo nó dầu nó đen thui. Cái đậu hũ này cái da ngoài á nó giòn, nhưng mà bây giờ bỏ vô mình nấu á thì nó dai dai, ở trong nó rất là xốp. Mà nó cái là nó không có thấm những cái nước bún riêu vô trong cái đậu hũ này. Nên khi mình ăn nó không có bị phỏng. Rất ngon. Giờ đến mình ăn đến thử cái cọng bún nha. Cọng bún. Cái cọng bún này á nó cũng không mềm quá, nó không dai quá, nó vừa ăn rồi. Mà nhấc nó lên nó không bị đứt, nó vẫn còn dài. Rồi. Cái bột xay cua nó không có lọc, cứ bỏ ngoài vào nấu thì mới buồn cười.